đủ nhân duyên lành bằng tình cảm yêu thương. Chị Phương với anh Chiết ở bên nước Úc ơi, nay anh chị quay trở về với hoàn cảnh gia đình khổ lắm anh chị ơi. Người bà này của các cháu quê hương ở xa lắm thưa chị, mà bây giờ ngày hôm nay phải đổi chỗ ở nữa rồi thưa anh chị ơi, vì hoàn cảnh nào đó nên cũng sẽ để cho bà tâm sự. Trong cái lúc khổ này, anh chị cứu giúp cho gia đình cái số tiền 300 ngàn, cảm thấy ấm áp tình yêu thương lắm. Chị Phương, anh Chiết ơi, em trao tặng món quà này của anh chị gửi cho gia đình là 300 ngàn. Dạ, chị Phương, anh Chiết bên nước Úc tặng cho gia đình 300 ngàn. Rồi, bà ngoại của các cháu có gửi lời gì cho anh Chiết, chị Phương bên nước Úc? Dạ, cảm ơn mấy anh kia cho chú Kiếp với chị Phúc cho chúc mừng năm mới vui vẻ cho ấy được hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú Kiếp với cô Phương, cảm ơn nhiều. Chúc cô cậu cho vui vẻ may mắn đi. Con cảm ơn cô Phương và chú Chiếc. Con cảm ơn cô Phương và chú Chiếc. Cái gì vậy? Con cảm ơn cô Phương và chú Chiếc. Con cảm Cảm ơn ơn. Cô Phương với cô Phương. Cô Phương với chú chú Chiếc. Chiếc. Với chú Chiếc. Con cảm ơn nhiều. Rồi. Rồi bà ngoại của các cháu tâm sự đi. Sao đổi chỗ ở nữa rồi? Tỷ đẳng nhiều chuyện quá, đông thọc quá rồi mới lại đây ở chứ. Tao bệnh bệnh. Người ta không không người ta không cho ở chỗ đó nữa hả? Dạ, ông chủ chỗ nó đuổi. Có thiếu tiền gì của người ta không? Ta không đuổi. thiếu gì còn thiếu tụi tôi 200 ngàn không trả. Trả nó hơn trả không trả lại. Khổ lắm. Rồi bà nói đi, đi quê hương ở đâu? Quê hương ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Rồi dạ, bà tên gì? danh Đề Kim Anh. Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu từng cháu đi. Con trai nè, con tên gì? Tấn. Con Tấn tên mấy tuổi rồi? 12. Tấn 12 tuổi. Còn bé lớn này con tên gì? Con tên Chanh, 13 tuổi. Chanh hả? 13 tuổi. Còn bé núp cho bên đó con tên gì? Chi nhiêu tuổi? 10 tuổi. 8 tuổi. À, còn bé này tên gì con? Con tên My, 11 tuổi. 11 tuổi hả? Rất là thương cho gia đình anh Chiết chị Phương ơi. Anh chị cho 300 ngàn này giúp cho bà của các cháu mua gạo đồ gì ăn. Ở nhà thuê, nhà mướn, nhà trọ anh chị. Đời sống cũng khó khăn lắm. Rồi sức khỏe của bà làm sao? bệnh nó ho mỗi ngày, Có đi khám bác sĩ không? đi khám ở viện nè, đi nhập viện rồi không có tiền đi, Bác sĩ kêu làm sao? kêu đi nhập viện đi mới hết. Nhưng mà bác sĩ nói cái bệnh gì rồi? Bị bao tử với ho. Bao tử với ho thôi hả? Dạ, chích bắt quá không có tiền Là chích nhiêu, bác sĩ nói bao nhiêu? chích 350 nè. Một mũi hả? Dạ. Bữa nay ốm lắm nè anh Chiết chị Phương ơi. Bây giờ bị ho nữa. Khổ trăm bề nước mắt chan cơm anh chị ơi. Có gì? Gọi mướn cái chỗ này ta lấy 1 tháng nhiêu? 2 triệu. 2 triệu hả? Tính điện nước chưa? Tiền điện nước đừng gì là 600 ngàn. Nghĩa giờ 600 ngàn hả? Dạ. Con vô nè, con vô bà đi nè. Đi vô bà đi con. Mau lên. Ủa, của chú thương đó. Ở vậy. Là ngày nào mới đóng tiền nhà trọ? Bữa mùng 10 Tây mới đóng tiền trọ. Nghe hả già. Rồi bác sĩ kêu nhập vô nhập viện hả? Nhập viện là chắc cũng không tốt đâu đó, bác sĩ mới kêu vô đó. Bác sĩ khám đó. Rồi bác sĩ có chụp phình gì không? Chụp phình bị ho, bị phổi. Bị ho bị phổi hả? Bị bao tử phình ba. Có gì bệnh đau nữa anh chị ơi, thương cảm dòng đời. Rồi tối bà có ngủ được không?
ngủ cỡ tiếng hồi là thích sáng đi ngủ được. Rồi ở ở xa vậy có khi nào mấy bà cháu đi về lại quê hương Sóc Trăng không? Tết mới đi. Chưa thường ngày cũng không có đi hả? Không, không có tiền đi. Rồi con chó đó, con chó này ta cho hay là sao? Ta cho. Bởi vì đi kiếm vòng 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 đó, tự nhiên thấy hai đứa này nó ngồi ở ngoài đường đó, rồi mấy kêu dẫn đi lại đây chứ không thôi đâu có biết đâu. Đi lại đằng kia á, đi lại đằng kia có con bé kế phòng nó nói không có biết, không có thấy nữa. Rồi bởi vì đi vòng vòng không có thấy, sao chạy rồi thấy Tấn với con bé gì nè, con My nè, mới dẫn lại đó. Chứ đâu có biết đổi chỗ nào đâu, đổi lâu chưa? Đổi cỡ 4 tháng thôi. Nghĩ hả? Nhà bây giờ đổi lại đây cỡ 1 tháng là nhỏ lớn bị tai nạn. Ủa bị gì vậy bà? Chạy xe 4 chỗ ngồi nó đụng. Rồi có sao không? Bé lớn á hả? Chúng bây giờ nghỉ hết 1 tháng. Rồi bây giờ đi làm lại hả? Đi làm lại. Anh Chiếc, chị Phương ơi, nhà gia cảnh này á, là bữa 5 người cháu anh chị. Bé lớn là đi làm rồi anh chị ơi, còn bốn bé nhỏ ở nhà với bà ngoại nè. Bởi vì anh chị cho là cứu giúp cái sự khó khăn khổ trong cái lúc đau thương này anh chị ơi. Dạ, bởi vì vậy anh chị cho tiền để ba người bà mua đồ ăn rồi gì cho các cháu ăn. Mẹ Chi vô, con vô ngồi đi con. Mẹ Chi ơi. Nè con vô đây ngồi nè, chú nói chuyện chút rồi chú đi rồi. Vô đó ngồi với bà đi nha con. Nguyện rất là chi ăn món quà tình thương của anh Chiếc, chị Phương ở nơi phương xa, cứu giúp những mảnh đời khó khăn khổ trong cuộc sống. Cầu chúc cho vợ chồng của anh chị nhiều bình an, nhiều sức khỏe ở nơi phương xa, được Phật trời từ bi gia hộ độ cho anh vợ chồng anh chị được muôn đời phước an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Rất là chi ăn món quà tình thương của vợ chồng anh chị rất là nhiều, cứu ngày hôm nay giúp đỡ cho gia đình có tiền 300.000 để chia sẻ trong cuộc sống này anh chị ơi, thương lắm. Bởi vì vậy dòng đường đời này rất là thương á anh chị ơi. Dạ bởi vì vậy anh. Rồi mỗi ngày bà có uống thuốc không? Uống mỗi ngày nha thầy. Dạ. Không có thuốc là khỏi ngủ. Vậy hả? Thức hoài hả? Rồi trong người hiện tại bây giờ còn sao bà? Mà bữa nào không khỏe là nó sốt. Dạ, sốt. Có chuyện. Có thuốc uống rồi đỡ. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn thuốc uống không? Mới mua rồi đi mua hết 50 ngàn. Là bữa đó đi đi lại đâu mà bác sĩ khám kêu nhập viện vậy? Hả? Hả? Nghĩa hả? Ở ngoài á hả? Có tiền là đi về quê á, lập kiện lặng đi, mình có giấy bầu viện đó, có tốn tiền. Dạ. Ở đây dễ gì, tốn tiền lắm. Rất là thương cho mảnh đời nè anh chị ơi. Anh chị cố giúp mà chia sẻ cái món quà trong cuộc sống này để giúp cho gia đình có tiền mua gạo ăn. Rồi đến đây trao quà rồi, bây giờ cũng chào mấy bà cháu đi nha, mai mốt có món quà tiếp theo thì đến dành cho mấy bà cháu. Rồi bye bye đi cả nhà, bye bye đi, bye bye đi Mỹ Chi nhà Mỹ. Rồi bánh này lại đây đi. Đi, đứng thích vô. Đứng thích tay đây. Bánh này hai đứa lấy ăn đi, đi bán đó hả? Mở bọc ra đi, mở bọc ra đi. Mở bọc ra đi. Chú mua nước cho uống. Rồi, lấy lên, lấy bánh lên. Lấy bánh lên. Dở lên. Rồi. Xé ra ăn đi, xé ra ăn đi. Hả? Sao vậy? Vậy. Ăn đi rồi mua nước uống. Ăn đi, xé ra. Ăn đi, hai chị em chia ra.
ăn đi, lấy cái ăn đi. Chị Khét ơi, chị Khét đi đâu? Con kêu coi, con vô cổng con kêu coi. Em bốn tờ thôi. Đứng con ăn đi tí. Con ăn bánh đi, ăn bánh no đi rồi đi bán. Hai chị em chia ăn đi, ăn no đi. Ăn no uống rồi đi bán. Dọn đi lâu chưa? Dọn đi lâu chưa? 4 tháng. Nghĩa không? Dọn đi 4 tháng rồi hả? Thì sao người ta không cho ở hả? Ăn no rồi uống đi. Nói gì? Bánh ngon không? Khát nước nào chưa hai con? Hai đứa đi bán vé số nè anh chị. Xong rồi mới chở hai đứa dẫn đi về phòng trọ mới. Tại vì đổi chỗ ở rồi. Mẹ không nói còn gì còn mẹ nói gì? Nói 6 tháng lãnh lương mẹ con ngoan. Mẹ con kêu mấy ông ngoài xe ba gác chở đồ đi dọn nhà chợ khác ở. Vậy hả? Bự hơn nữa. À. Ly nhiêu tiền cho em? Ly 10 ngàn hả? 10 ngàn hay ly 2 ngàn? Uống ly rồi 20 ngàn. Uống no đi. Ngọt không hả My?